Chiếc loa nhỏ bé nhưng mang trong mình hơn 1.000 file ghi âm các bài nói chuyện của các thiền sư, các câu chuyện doanh nhân truyền cảm hứng, các cuốn sách nói bồi đắp tâm hồn sẽ giúp các bậc cha mẹ hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống, làm chủ được cảm xúc của mình để sống an vui và hạnh phúc hơn, giúp cho các cháu nhỏ hiểu về bản thân mình, được truyền cảm hứng từ các tấm gương thành công và học thêm những bài học bổ ích cho cuộc sống. Khác với các loa nghe nhạc khác, chiếc loa này được trang bị các phím số vô cùng tiện lợi, giúp chúng ta có thể bấm để chọn nhanh được bài mình cần nghe. Thao tác lại rất dễ dàng, bất cứ ai cũng có thể học và sử dụng trong chưa đầy 5 phút. Đời khác mới đào giếng. Chúng ta cần phải biết ơn khổ đau, bởi khổ đau hạnh phúc khi được sống chung với người mình yêu. Loa đi kèm với một cuốn sách nhỏ, đánh số các bài nghe, gom nhóm theo các chủ đề khác nhau, ví dụ như là Hiểu về trái tim của thầy Minh Nhiệm. Bạn chỉ cần tìm bài mình muốn nghe, xem số thứ tự của bài đó và nhấn số tương ứng trên loa. Chúng ta sẽ cùng mở bài 16. Người Việt Nam tuy có những cách thể hiện lòng biết ơn nhau, nhưng chưa có một ngày chính thức để mọi đối tượng cùng thực tập. Bài 45. Tâm ta như thế nào, ta sẽ cảm nhận thế giới chung. Với các phím điều khiển như dừng lại, chúng ta phải luyện cho mình có khả năng mở tiếp, chuyển sang bài tiếp theo, dưới đồng sâu, quay lại bài trước. Bố mẹ bạn sẽ thoải mái sử dụng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Luyện cho mình có khả năng đạt nổi. Với chất âm trầm ấm và trong trẻo, vô cùng phù hợp với các bài giảng pháp. Âm lượng cũng được điều chỉnh dễ dàng với phím xoay truyền thống. Kết hợp với mức âm lượng hiển thị ở đèn LED, chắc chắn không thể dễ sử dụng và trực quan hơn. Ngoài ra, loa cũng là một chiếc đèn pin siêu sáng, một chiếc đồng hồ để bàn. Và tất nhiên, bạn có thể nghe nhạc đài FM. Đây chắc chắn sẽ là một món quà vô cùng ý nghĩa, giúp thay đổi và chuyển hóa những người thân yêu của bạn để có một tâm thức tốt hơn, một suy nghĩ tích cực và vui tươi hơn. Đã có hàng trăm người đã giúp người thân của mình biến đổi hoàn toàn sau một tháng nghe đều đặn. Còn cách báo hiếu nào tốt hơn là giúp bố mẹ bạn có được cảm giác hạnh phúc với cuộc sống này.